Hai, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì hôm nay mình đi xem bắn pháo hoa mấy bạn xong rồi cái trên đường về mình có được một cái duyên lành, có cơ hội được ghé thăm viếng chùa Viên Minh ha, hay còn gọi là Viên Minh Pagoda. Thì chùa này nằm ở phường 2 thành phố Bến Tre mấy bạn. Mình đi ngang rất là nhiều lần rồi nhưng mà mình chưa có dịp ghé. Hôm nay chắc là không biết sao cái mình ghé đây rồi, rất là đông nha các bạn, đông người dữ lắm. Khi mà đến đây thì mọi người lễ Phật nè, với lại là thắp hương ha. Như mình thì cũng có mua hương vô để mình thắp hương Phật ha. Và chùa này cũng khá là lớn nha các bạn ha, nằm ở ngay trung tâm thành phố Bến Tre nhưng mà cũng khá là lớn. Ở bên tay trái của mình á, khi mà mình vừa bước vô cổng cổng chùa thì ở bên ta tay trái là một tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nha các bạn. Thì tượng Phật này mình nghe nói là cao 3 mét ha. Ở dưới chân Bồ Tát Quan Thế Âm thì chùa có để một cái bảng ha, bảng và chữ rất là to, cũng khá là to. Mình đứng một khoảng cách nhưng mà mình vẫn đọc được nha các bạn ha. Thì một cái bảng chú Đại Bi, và mình nghĩ là chắc để khi mà mình tới mình lễ Phật á thì mình ai mà có muốn đọc chú Đại Bi, niệm chú Đại Bi á, thì niệm ha. Đây là lần đầu tiên mình thấy luôn á, chứ trước mình cũng có đi những cái một số chùa ở Sài Gòn nhưng mà mình không thấy cái vấn đề này. Hôm nay mình mới được thấy á, mấy bạn. À, và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát thì nhìn rất là thanh thoát ha, và trang nhã. Còn bên tay phải của mình á, khi mà mình đang nói là mình nhìn từ bên nhìn vào nha, ở ngoài cổng nhìn vào bên tay phải là một tượng Thích Ca nha các bạn. Tượng Đức Phật Thích Ca và cao 7 mét ha, cao rất là to, cao to ha, và đẹp nữa. Tượng Phật này rất là đẹp. Khi mà hai bức tượng này, nếu mà mấy bạn chạy chạy xe ở ngoài đường á, mình cũng nhìn thấy nữa, do là nó khá là cao ha. Thì trong cuộc sống xô bồ như vậy mà mình khi mà bước chân vào cổng chùa mấy bạn, tâm hồn mình tự nhiên cảm thấy yên bình lắm. Và bây giờ thì mình quay cho các bạn xem một xíu ở ngoài cổng chùa, rồi mình sẽ đi sâu vào bên trong nha. Thì mình có đọc qua một số tài liệu á, thì ở trong chánh điện này, chùa có thờ Quan Thánh Đế và thờ Phật để phù hợp với tín ngưỡng của người cả người Hoa và người Việt luôn á mấy bạn. Tại vì ở dưới thành phố Bến Tre này không chỉ có người Việt không mà còn có người Hoa nữa, nên là chùa sẽ thờ cả hai ha, để phù hợp với cả hai luôn. Khi mới bước vào chùa thì mình đã thắp hương và lễ Phật xong rồi thì mình mới đi quay phim cho các bạn coi nha các bạn, chứ không phải là tự nhiên mình sắn vào cái là mình cầm máy quay mình quay, mình không dám ha. Tại vì lúc đầu á, thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ quay, nhưng mà thấy có một số cô chú với lại một số anh chị á, có cầm điện thoại để quay phim chụp hình gì đó, nên là mình mới dám quay ha. Chứ lúc đầu lần đầu tiên mình vào mình cũng không dám quay nữa. Tại vì đến những nơi trang nghiêm như thế này á, thì mình cũng nhát lắm mấy bạn. Thấy người ta làm rồi mình mới bắt chước làm, chứ tự không mình vào, nếu mà có một mình vào á, không không có vị khách nào, mà chắc mình vào mình lễ Phật xong rồi mình đi ra chứ mình không dám quay đâu mấy bạn.
tại vì không khí chùa rất là trang nghiêm ha. Rồi thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình đến thời điểm này nha. Và mình mến chúc các bạn có một ngày mùng 1 đầu năm thật là an lạc ha. Và cả năm thì mình có sức khỏe nha các bạn. Và vạn sự như ý nha, an khang thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh Nghĩa Miền Tây nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.